Đi đâu? Anh tìm đâu anh? Chúng con ba cả mua luôn. Tôi trong mình không chơi nô đề. Nói vậy thì chơi thì nói. Không chơi thì dám nói, chứ chơi rồi có dám nói không? Chính xác. Chơi tôi cũng giấu chứ. Giấu chết đấy. Giấu hết. Giảm rộng thấy có cần chơi xúc không? Có, giống như em làm cái xúc này. Có xúc rồi. Anh cũng như cho em một mình làm sau nha. Con này đúng không? Đúng rồi. Đây quay anh này, anh là anh chưa vợ nhé. Chưa vợ, chưa vợ đi. Này không tập được. Cô làm giới thiệu cho bác. Thank you.
tinh Vân Phôn. Lấy địa chỉ ở ấy, địa chỉ ba phân xã Vân Phôn trong cảnh ấy. Chờ con đâu. Đâu đấy, con trời đã đông ra về luôn, dẫn về luôn. Ừ, ủy ban nhân dân xã Vân Phôn. Đi đà Lạt tháng năm đi qua cầu đi đà Lạt tháng năm hay đức đi cái km 15 cầu chú số 8 chui vào đi vào cửa hàng cầu số 8 chú số 8 của nhân dân không qua vượt qua cầu của số 7 không qua 5 năm cho mày là hát để bây giờ đây mẹ cầu Trung Dương nhà còn hơn. Vâng, con anh về cầu tháng 5 rồi, cầu Nhật Tân còn lại. Đi Nhật Tân, cầu Nhật Tân hết, Nhật Tân cho quá.